Chương trình Bản sắc địa phương xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong kỳ đầu tiên của tháng 6 này thì mời quý vị tiếp tục cùng tìm hiểu về sản xuất công nghiệp ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thưa quý vị, phấn đấu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, trong những năm vừa qua thì Bà Rịa Vũng Tàu đã dành phần lớn quỹ đất để xây dựng các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Đến nay thì trong tổng số 16 khu công nghiệp, 17 cụm công nghiệp được quy hoạch thì đã có 15 khu công nghiệp và 6 cụm công nghiệp đã triển khai đi vào hoạt động với tỷ lệ diện tích lấp đầy là khoảng 60%. Tại thành phố Bà Rịa, cơ cấu kinh tế dù lấy thương mại, dịch vụ làm chủ lực, thế nhưng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn. Chính vì vậy mà từ năm 2011 đến nay thì Đảng bộ chính quyền Bà Rịa đã dành hàng trăm hecta đất để xây dựng các cụm công nghiệp này. Để thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, năm 2011, Bà Rịa quy hoạch gần 110 hecta ở những vùng ven để xây dựng 4 cụm công nghiệp gồm: cụm công nghiệp Long Hương, cụm công nghiệp Hồng Lam, cụm công nghiệp Hòa Long và cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Long Phước. Các cụm công nghiệp tại Bà Rịa hình thành với mục đích di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lâu nay nằm đan xen trong khu dân cư vào khu vực tập trung nhằm bảo vệ môi trường đô thị Bà Rịa, đồng thời thúc đẩy không gian chức năng trung tâm hành chính chính trị tỉnh, không gian đô thị văn hóa, đô thị sinh thái trên địa bàn. Các cụm công nghiệp được quy hoạch, hoàn thiện, Bà Rịa cũng có thêm cơ hội thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, chế biến thực phẩm. Cụm công nghiệp Hồng Lam do Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Lam làm chủ đầu tư là cụm công nghiệp được quy hoạch đầu tiên trên địa bàn Bà Rịa và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 18 tháng 8 năm 2011. Cụm công nghiệp trải rộng trên diện tích 30 hecta tại phường Kim Dinh bởi những ưu thế về vị trí, hạ tầng địa bàn này là kết nối giao thông thuận lợi với các điểm nhập và xuất hàng, đặc biệt kết nối thuận lợi với nguồn nguyên liệu sản xuất. Tuyến đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn ngang qua. Vì vậy, cụm công nghiệp Hồng Lam còn là cụm công nghiệp khí thấp áp đầu tiên của cả nước sử dụng nguồn khí dẫn trực tiếp từ Nam Côn Sơn làm năng lượng phục vụ các ngành công nghiệp nung, sấy. Dự án cam kết triển khai trong 2 năm, tuy nhiên, do những điều chỉnh sau đó về chức năng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung trên địa bàn, nên đến năm 2019, chủ đầu tư xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế. Tháng 5 năm 2020, ngay sau khi đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu vực đô thị Tây Nam, thành phố Bà Rịa được Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Lam cũng đã có công văn xin chuyển đổi dự án cụm công nghiệp thành dự án nhà ở. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang giao Sở Xây dựng phối hợp cùng các cơ quan liên quan đề xuất tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Nằm ở vùng ven Bà Rịa, phường Long Hương tập trung nhiều mỏ khai thác nguyên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng, thúc đẩy sản xuất công nghiệp phát triển, trong đó có ngành vật liệu xây dựng. Năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch gần 40 hecta tại phường Long Hương làm hai cụm công nghiệp Long Hương 1 và Long Hương 2. Sau đó, xét thấy việc triển khai cụm công nghiệp Long Hương 1 không phù hợp với thực tế,
nên tỉnh thống nhất với địa phương xóa quy hoạch cụm công nghiệp này. Còn lại, cụm công nghiệp Long Hưng 2 đến nay vẫn đang vướng đền bù giải phóng mặt bằng, cũng chưa thể triển khai xây dựng hạ tầng. Ấp Bắc 2, xã Hòa Long nằm xa khu dân cư, nhưng lại có quốc lộ 56 và hương lộ 2 Hòa Long ngang qua, nên năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch cụm công nghiệp Hòa Long trên diện tích 50 hectare. Đây là cụm công nghiệp có diện tích lớn nhất thành phố Bà Rịa, nhằm di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nằm đan xen trong khu dân cư và gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Điểm đặc biệt ở cụm công nghiệp này là một phần diện tích gần 16 hectare do Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa làm chủ đầu tư. Việc đầu tư chia làm hai giai đoạn thực hiện với tổng nguồn vốn 150 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Giai đoạn 1 triển khai trên 9,9 hectare đã hoàn chỉnh hạ tầng và đang được Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa hoàn tất hồ sơ bàn giao cho công ty Izico quản lý vận hành. Dự kiến đến cuối tháng 7 năm 2021, cụm công nghiệp Hòa Long sẽ tiếp nhận 65 cơ sở sản xuất từ các khu dân cư trên địa bàn thành phố Bà Rịa di dời vào. Giai đoạn 2 triển khai trên 6 hectare vẫn chưa xây dựng hạ tầng. Phần diện tích còn lại của cụm công nghiệp cũng đang được thành phố Bà Rịa kêu gọi đầu tư bằng các nguồn lực xã hội. Việc di dời đó thì chia là nhiều giai đoạn. Thì hiện bây giờ riêng ban đang phối hợp với lại phòng kinh tế và các đơn vị liên quan của ủy ban đang tiến hành ra quyết di dời. Thì hiện nay thì đang khẩn trương để tiếp tục thực hiện cái vấn đề mà đi kiểm kê những hộ dân mà những cơ sở kinh doanh để thực hiện cái lộ trình di dời vào trong đây. Một cụm công nghiệp được Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa quy hoạch làm khu giết mổ tập trung tại ấp Phước Hữu, xã Long Phước cũng là địa bàn nằm ở xa khu dân cư. Dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa làm chủ đầu tư, xây dựng hạ tầng trên 8,9 hectare với kinh phí hơn 135 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm thi công, đến năm 2019, khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung hoàn thành hạ tầng. Dự kiến đến hết năm 2021, 7 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Bà Rịa sẽ được di dời vào cụm công nghiệp. Trước khi vào đây thì mình đã tham khảo. Rồi thì mình thấy cái chỗ này thì nó rộng rãi, nó khá cũng xa khu vực dân cư, đó là hợp với này là cơ sở. Do vẫn chưa đủ diện tích trở thành cụm công nghiệp nên Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh diện tích dự án từ 8,9 hectare lên 10,8 hectare. Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao cho công ty Izico quản lý, vận hành. Thưa quý vị, không chỉ di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh, giết mổ gây ô nhiễm môi trường, trả lại không gian trong lành cho đô thị Bà Rịa, mà khi các cụm công nghiệp này đi vào hoạt động thì sẽ thu hút thêm nhiều ngành nghề, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Và hiện tại thì đảng bộ, chính quyền Bà Rịa đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ của các cụm công nghiệp, mà trước hết là trong năm 2021 này sẽ có 2 trên 4 cụm công nghiệp vận hành khai thác theo đúng công năng.